Chương một, Tiểu Linh Nga, tiếng Trung du dương phiêu đảng trong mây, là trung tâm của ba ngàn thế giới, hồng hoang ngũ bộ châu chào đón một ngày mới, khi mặt trời mọc lên từ phía đông, những vì sao lui vào bầu trời xanh, tây bắc đông thắng thần châu, nơi hẻo lánh không đáng chú ý gần trung thần châu. Một tòa đại trận trơn láng mỏng manh, giống như chiếc bát lưu ly úp ngược, bao phủ hơn mấy chục ngọn núi xanh biết vào trong đó, dưới ánh mặt trời, vách tường đại trận tỏa ra ánh sáng bảy màu nhàn nhạt, bằng mắt thường có thể thấy được từng cổ linh khí đang luân chuyển trong trận trên dãy núi tiên cầm linh thú đang vui đùa bên trong mây mù chợt có mấy thân ảnh hiện ra khói trắng lượn lờ tiên nhạc vang lên bên cạnh mảnh đất trống trong rừng có một số ngôi nhà không ít người đang ngồi xếp bằng thổ nạp bay múa khắp nơi tạo thành một khung cảnh thần tiên bỗng có một đóa mây trắng từ đông hải chậm rãi bay tới gần tòa đại trận này trên mây đứng hai người một cao một thấp cao là một lão đạo tóc bạc lão mang theo một bé gái xinh xắn khoảng 8-9 tuổi, mây trắng lửng lờ lòng lặng lẽ. Gió mát mình ta sao phải buồn, bỗng nghe lão đạo cất tiếng ngân nga, hồng mông mở đường long phượng kiếp, vạn nguyên ngàn trong nháy mắt qua, không gặp tiên đài đăng lâm cát, chỉ nghe cửu trùng cửu hoa ca, độ người độ mình độ u sông, cười người cười thần tiêu tai họa, hỏi quân dùng gì quyến quê cũ, tiên hiện róc xương đến vận rơi, linh nga ngươi hãy nghe kỹ, truyền thuyết kể rằng sau đại chiến thượng cổ vu yêu, thiên đạo ưu ái nhân tộc, luyện khí sĩ chúng ta dần chiếm cứ phần lớn đất. Đài bên ngoài trừ Bắc Câu Lô Châu. Nó trải rộng khắp ba ngàn đại thế giới, nhưng Nam Thiện Bộ Châu là nơi khí vận của nhân tộc, nên hạn chế chúng ta ra vào nơi đây chính là Đông Thắng Thần Châu, nơi tu hành tốt nhất trong tam giới. Linh Nga, con nhìn những tiên sơn phía trước, có cảm thấy chúng vô cùng hùng vĩ, hết sức khí khái không? Cô bé kia nhu thuận gật đầu, đôi mắt trong sáng nhẹ nhàng chớp, trên khuôn mặt trẻ con tròn trịa còn mang theo nét vui vẻ chờ mong, nàng mở miệng trả lời, thanh âm giống chú chim nhỏ, uyển chuyển dễ nghe, nhưng vẫn mang theo một chút trục trè, dạ, rất hùng vĩ, có thể chiếm cứ một linh mạch gần trung thần châu này, thực lực tông môn chúng ta thật là hùng hậu, lão đạo có chút hài lòng vuốt trâu cười, khuôn mặt đắc ý vẫn không quên vung vẩy phất trần. Nữ đồng mặt váy hoa sen nhỏ giọng hỏi, sư, phụ, vì sao chúng ta không đi trung thần châu chiếm một chỗ linh mạch? Lão đạo bị hỏi, Lập tức cười ngượng ngùng, ở trung thần châu có quá nhiều nhân vật lợi hại, chiếm cứ linh mạch ở đó mỗi ngày đều không được yên ổn, không như ở đây yên tĩnh thoải mái. Linh Nga à, nữ đồng chắp tay cúi đầu, Đồ Nhi đã hiểu, hôm nay vi sư mang ngươi vào tiên môn, sau này ngươi phải tu hành thật tốt, không được nửa phần lười biếng, tranh thủ sớm ngày tu luyện có thành tựu, truy cầu tiên độ, cầu trường sinh, bước đi trên con đường tiêu dao, nữ đồng quay đầu, nhỏ giọng hỏi, thế nhưng sư phụ, ngài là tiên sao? lão đạo che miệng lại ho khan mấy năm trước vi sư tu hành có chút sai lầm nhưng sớm muộn hai mươi mấy năm nữa cũng sẽ thành tiên ngươi phải nhớ kỹ đạo thừa chúng ta tên là độ tiên môn khai sơn tổ sư là độ ách chân nhân là vị kim tiên lừng lẫy ở tây côn lôn đạo thừa truyền lại chính là nhất khí chính thiên đạo nó là môn đạo pháp trường sinh cực kỳ cao minh đã nhớ rõ chưa đây chính là điều ngươi phải luôn ghi nhớ trong lòng dạ đồ nhi đã ghi nhớ rõ nữ đồng vô cùng nghiêm túc gật gật đầu lão đạo lắc lắc phất trần, điều khiển mây trắng chậm rãi tới gần đại trận phía trước, trong tay cũng lấy ra một cái ngọc phù lớn chừng bàn tay, chỉ thấy ngọc phù lóe ra từng đạo ánh sáng xanh, hồ sơn đại trận liền chậm rãi nứt ra một cái khe hở, lão đạo mỉm cười hài lòng dẫn cô bé vào. Đôi thầy trò vừa mới tiến vào trận, mấy con bạch hạt liền từ trong mây thấp lao đến, trên đó đứng mấy tên trẻ tuổi thân mang đạo bào váy lụa, chính là đệ tử phụ trách tuần sơn trong môn phái, bọn họ đi về phía lão đạo hành lễ chào, tề nguyên sư thúc, sau đó hỏi thăm nữ đồng này có phải tân đồ đệ của lão đạo không? Rồi dẫm lên bạch hạt tiêu sái rời đi, cặp mắt nữ đồng to sáng lấp lánh, phản chiếu bóng lưng thước tha của hai vị nữ tử kia, sư phụ, khi nào thì Linh Nga có thể dẫm lên tiên hạt bay lượn, đợi ngươi luyện ra ngũ khí trong tâm. Có thể tự ngự vật mà đi. Lão đạo tề nguyên vuốt trâu cười nói, ngươi thấy đó là tiên hạt, kỳ thật đều là một ít pháp khí biến thành, không nên gấp gáp, tu hành phải từ từ từng bước vi sư trước mang ngươi trở về đỉnh núi của chúng ta, làm lễ nhập môn cho ngươi. Tuy nói nhất mạch chúng ta bây giờ chỉ có ba người ngươi ta sư đồ, nhưng trong môn lại độc chiếm một ngọn núi. Điều này thật là vinh hạnh lớn lao, lúc tề nguyên nói đến đây. Trên khuôn mặt già nua có vài phần gian nan vất vả cũng lộ ra một chút ngạo nghễ. Nhưng cô bé không chú ý tới việc chiếm cứ đỉnh núi, chỉ nắm chặt lòng bàn tay thầm đến, ba người, sư phụ, thế nhưng chúng ta chỉ có hai người thôi mà, ồ. Vi sư dọc đường không có nói cho ngươi sao? là do trí nhớ của vi sư không tốt. Tề nguyên lão đạo ngẩng đầu nhìn mấy đóa mây trắng thổi trên trời, nhẹ nhàng nói, phía trên con còn có một sư huynh, trăm năm trước vi sư thu làm đồ đệ, hiện nay, cũng coi là. Ân, lương tài có thể một mình gánh vác một phương, chính là, ha ha ha, cô bé nhón chân, sư phụ ngài cười thật kỳ quái nha. Linh Nga ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tề nguyên cúi đầu nhìn đồ đệ bảo bối mà mình mới nhặt từ một chỗ đại thiên thế giới về, mặt lộ vẻ nghiêm túc, hai mắt chăm chú, nếp nhăn trên mặt tựa hồ vừa vặn lõm thành hai cái chữ to, nghiêm túc. Cô bé có thiên tư xuất chúng, thông minh lanh lợi, từ khi còn bé đã biết lễ nghi, nên hiểu rõ, sư phụ nghiêm túc như thế, cũng lập tức giữ vững tinh thần, chuyên chú nghe dạy bảo, lão đạo đột nhiên lại nhẹ nhàng thở dài, như là hít thở bình thường, thấp giọng nói, đại sư huynh ngươi luyện công, ân, cũng xảy ra chút vấn đề, thường xuyên sẽ hồ ngôn loạn ngữ. Hơn nữa còn có một ít suy nghĩ bàn môn tả đạo, ngươi sau này có thể tìm hắn thỉnh giáo tu hành, nhưng hàng vạn hàng nghìn lần, đừng. Nghe hắn nói những đạo lý làm người kia. Về cách đối nhân xử thế, vi sư sẽ dạy ngươi, cô bé nháy mắt mấy cái, mặc dù có chút không rõ cho lắm, nhưng vẫn khéo léo gật đầu đáp ứng, vâng. Đồ nhi biết, lúc này lão đạo mới nhẹ nhàng thở ra, phất trần trong tay nhẹ nhàng lung lay chỉ về phía trước, nhìn, đây chính là tiểu quỳnh phong của chúng ta, theo cuối đuôi phất trần phiêu khởi nhìn lại, chỉ thấy dưới vài tòa sơn phong thẳng tắp, xen lẫn một tòa núi khá thấp, không giống với cảnh tượng bên trong sơn môn nơi khác, đường cột chạm trổ ẩn trong rừng, mái công bảo tháp treo đỉnh nhọn. Tòa núi này sơ sài lại càng đơn giản, như là một nơi bình thường ít có người đi lại, trong rừng cây rậm rạp có thể nhìn thấy rất nhiều loại chim quý hiếm đi lại, chỉ có vài công trình kiến trúc, bên cạnh hồ nhỏ giữa sườn núi có hai gian nhà tranh, bên cạnh có mấy dược viên, lão đạo dương dương tự đắc, điều khiển mây trắng, mang nữ đồng đắp xuống chỗ giữa sườn núi lại đi qua một tầng trận pháp đơn giản, trận pháp nơi này chỉ có hiệu quả ngăn cách bên ngoài dò xét, bởi vì môn quy độ tiên môn. Hạn chế, bên trong đại trận hồ sơn. Chỉ có cấm địa hậu sơn là được bố trí đại trận phòng hộ, rơi xuống trước nhà tranh, mây trắng tự hành tiêu tán, dày vải nữ đồng dẫm trên cỏ còn dính hạt sương, nhung nhung nguyễn nguyễn. Hương thơm có cây bay theo thanh phong đến, làm cho nàng say mê quan cảnh đẹp bên hồ, miệng nhỏ phấn nộn không nhìn được nhẹ nhàng tán thưởng ánh nắng trong núi chiếu xuống, trên hồ nhỏ sóng nước chập chờn, trong nước, mấy đầu linh ngư mang theo giọt nước ống ánh nhảy ra mặt nước, phản phất chào hỏi luyện khí sĩ nhỏ bé mới tới, lão đạo mỉm cười quan sát tiểu đồ đề phản ứng, cất cao giọng nói, "Trường Thọ à, còn không ra gặp sư muội mà ngươi muốn thấy nhất." Nữ đồng vô thức nhìn về phía cửa phòng căn nhà tranh đang đóng, đẩy lòng nổi lên một chút chờ mong, sư huynh tu hành trong tiên môn, khẳng định là một vị tiên nhân anh minh. Thần võ, phong độ nhẹ nhàng cực kỳ giống những anh hùng hào kiệt trảm yêu trường ma mà mình nghe được trong truyền thuyết từ nhỏ nhưng mà căn nhà tranh yên lặng trong đó không hề có động tĩnh gì lão đạo lại kêu lên trường thọ ngươi trốn trong phòng làm gì lại còn ngượng ngùng như vậy kỳ quái khí tức rõ ràng là ở bên trong mà vừa lẩm bẩm lão đạo kéo nữ đồng đi hướng nhà tranh đưa tay đẩy ra hai phiến cửa gỗ một mùi thuốc kỳ dị đập vào mặt lão đạo trừng mắt thấy được đầu nguồn khí tức kia đó là một người giấy nhỏ đặt trên giường gỗ Ồ, một già một trẻ này đột nhiên bắt đầu lay động, lão đạo biến sắc, túng lấy nữ đồng nhanh chóng thối lui ra ngoài, lại không nhìn được chửi ầm lên, nguy rồi, là trường thọ phối nguyễn tiên hương, nữ đồng lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, mặc dù bị sư phụ lôi kéo, nhưng lập tức ngã lệch sang một bên, xoạt tiếng nước, lúc ngã xuống đất, nữ đồng không nhìn được theo tiếng nước nhìn lại, trên mặt hồ, một thân ảnh thon dài đang đứng lên, hắn chỉ mặc một quần dài màu đen, cơ bắp cường tráng lại cân xứng dưới ánh mặt trời chiếu sáng loé ra ánh sáng yếu ớt. Tóc dài ướt sũng vung ra hai đạo màn nước sáng lấp lánh, ánh nắng vừa vặn làm khuôn mặt anh Tuấn thanh niên kia chiếu vào đáy mắt nữ đồng, làm khuôn mặt nhỏ của nàng trong nháy mắt đỏ lên, nhưng nàng chưa tu hành, làm sao chịu được dược lực mạnh như thế, chưa kịp hoàn toàn ngã sắp xuống đã triệt để ngất đi, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ đỏ rực. Quả nhiên, giống như mình tưởng tượng, Đại sư Huynh Oai Hùng, chương 2, kiểm tra nhập môn của sư Huynh, làm Linh Nga chìm vào giấc mộng. Trong mộng nàng được một lão thần tiên thu làm đồ đệ. Không những thế, lão còn đưa nàng về chốn tiên cảnh, gặp một vị sư huynh anh tuấn nhảy ra từ trong nước, tặc, à, hình như đây không phải mộng, mà là chuyện vừa mới xảy ra, trong lúc mơ mơ màng màng, Lam Linh Nga lại nghe thấy giọng của sư phụ mình, có điều lúc này sư phụ hơi bị tức giận, khác xa với lão thần tiên hiền lành trong ấn tượng của nàng. Mất dậy. Đủ lông đủ cánh rồi phải không? Bây giờ còn dám chơi xỏ cả sư phụ, sau đó Lam Linh Nga chợt nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng, xin sư phụ bớt giận, đệ tử chỉ đang phòng xa thôi, với lại đúng lúc đệ tử muốn tu hành thuộc động thủy cho nên mới sắp đặt cái bẫy này ở trong hồ tu luyện để phòng trộm, đệ tử không biết hôm nay sư phụ trở về, có hơi bất ngờ nên không kịp tháo bẫy, kính xin sư phụ tha thứ, sư huynh thông thả, bình tĩnh nói chuyện, khiến người khác bị cuốn hút muốn nghe thêm nhiều hơn nữa. Ngay sau đó, Lam Linh Nga lại nghe sư phụ thở dài một hơi, đứng bên cạnh giường trúc, lão đạo sĩ vỗ vỗ tay, trách mắng một cách bất đắc dĩ, ta nói này trường thọ, nơi đây là bên trong sơn môn, con sắp đặt mấy thứ này có tác dụng gì, phòng trọng cái gì hả, tiểu quỳnh phong của chúng ta chỉ thiếu đường thay chữ quỳnh bằng chữ nghèo nữa thôi. Đâu có kẻ trọng nào rảnh rỗi đến thăm chúng ta, trường thọ, sư huynh tên là trường thọ sao, đạo hiệu thật là một mạc, hơn nữa còn thể hiện nguyện vọng tốt đẹp chất phát của sư huynh. Lam Linh Nga chợt nhận ra, mặc dù mình có thể nghe được động tĩnh bên ngoài, thế nhưng không cách nào mở hai mắt ra được mí mắt vô cùng nặng nề, cả người không có chút sức lực nào, sư huynh lại nói tiếp, giọng nói thật là ấm áp, khiến mình cảm tưởng như như đang nghe mẫu thân nói, sư phụ nói oan cho đệ tử rồi, không phải cứ ở trong sơn môn thì không có nguy hiểm. Những năm gần đây, giữa các ngọn núi đang cạnh tranh quyết liệt, các trưởng lão trong sơn môn lại không quan tâm tới những chuyện này, mà chi này chỉ có mình đệ tử, à không, có hai đệ tử, nên bắt buộc phải cẩn thận, vốn dĩ trong sơn môn, địa vị của tiểu Quỳnh Phong chúng ta đã hơi thấp rồi, cũng không có chỗ dựa gì, nói không chừng đang có người ngắm ngầm tính toán muốn cướp đi mẫu đất nhỏ này của chúng ta đấy. Sư huynh vừa dứt lời, lại nghe lão sư phụ sẵn giọng Môn quy của độ tiên môn. Chúng ta xâm nghiêm, sao có thể phát sinh những chuyện như vậy? Thôi thôi. Vi sư không nói nổi con. Cả ngày lý luận vớ vẩn. Cũng không thấy tu vi thăng tiến được chút nào, con ở đây chờ Linh Nga tỉnh lại, rồi cầm lệnh bài của vi sư, dẫn nàng đến chủ phong đăng ký nhận lệnh bài đệ tử chính thức và chu cấp hàng tháng, thật là, làm ta tức chết. Lão đạo phất ống tay áo, đứng dậy từ ghế trúc, phỏng chừng là dược lực vừa rồi còn chưa hết tác dụng, nên cả người hơi lão đảo, làm cho mặt già của lão đỏ ứng lên, tức chết ta mà, sư phụ ngài chậm chậm thôi, hư. Vi sư đi bế quan lĩnh hội diệu đạo vô thượng. Tề nguyên đạo trưởng giận dữ dậm chân một cái, thân hình hóa thành một làn khói xanh biến mất khỏi nhà tranh, trong nháy mắt, sát vách nhà tranh vang lên một loạt tiếng loãng xoảng hiển nhiên là sau khi đạo trưởng giải trừ pháp thuật bị mất thăng bằng, tôi, thanh niên đứng trước cửa nhẹ nhàng thở dài, cùng với tiếng thở dài này, hai mắt cô gái nằm trên giường trúc hé mở, nhìn thấy một bóng người đang cúi đầu suy tư, sư huynh thật là cao, căn cơ sư phụ vẫn còn quá yếu, thần hồn. Không đủ mạnh, chỉ sợ khó có thể vượt qua thiên kiếp trở thành tiên. Những lời này nghĩa là gì? Cơn mệt mỏi lại ập tới lần nữa, làm Linh Nga không cưỡng lại được nhẹ nhàng nhắm hai mắt rồi rất nhanh sau đó nàng nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ ràng. Đừng nhìn thấy nàng chỉ có 9 tuổi mà cho rằng nàng không biết gì. Bởi vì linh trí nàng mở sớm, lại sinh ra trong gia đình nhân tộc thế tục quyền quý, từ nhỏ đã học tập lễ nghi, nên đã hiểu biết lơ mơ một số chuyện, giống như lúc này cô năm quả nữ, một tên nam nhân xa lạ đang tiếp tục tới gần mình, theo làm linh Nga là không hề lễ độ, nhưng nếu là sư huynh của mình, sau này giống như huynh trưởng, vậy chắc không sao đâu nhỉ, làm sư muội ta là lý trường thọ sư huynh của muội. bây giờ ta sẽ làm giảm dược lực nhuyễn tiên hương cho muội. nếu như muội có thể nghe được, xin muội đừng coi ta là kẻ biến thái. ta là một nam nhân có nhân sinh quan rất đứng đắn. tặc đang nói huyên thuyên gì thế? nàng vừa mới bắt đầu tu hành, đâu có chống đỡ được dược lực này, biến thái. nhân sinh quan những từ ngữ văn phong hoa mỹ chuyên dùng cho tu tiên thật khó lý giải. sư huynh không hổ là luyện khí sĩ. làm linh nga muốn cố gắng đáp lại tránh thất lễ thái quá trước mặt sư huynh nhưng nàng hoàn toàn không có tí khí lực nào chỉ có suy nghĩ đang hoạt động thôi trong lúc đó nàng cảm giác được một bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên trán mình từng luồng khí tức mát lạnh nhẹ nhàng thấm vào trán nàng trong nháy mắt chảy khắp toàn thân khiến nàng vô cùng thoải mái dễ chịu sư huynh đang trị thương cho mình chẳng hiểu sao suy nghĩ của lam linh nga lại có chút hỗn loạn tầm tư bay lên tận mây lúc mê mê mang mang lúc chân chân thực thực lý trường thọ nhìn tiểu cô nương nằm thẳng trên giường nhíu mày suy tư một hồi. Tuy rằng sư phụ đã nói muốn thu thêm một đồ đệ từ Rất lâu về trước, hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý để nên đón tiểu sư muội hoặc là tiểu sư đệ. Nhưng tóm lại hắn vẫn có chút để tâm vài chuyện, nhân cơ hội tra xét hồn phách nàng xem sao. Lý trường thọ tản ra một luồng khí tức mát lạnh, nhẹ nhàng chạm vào vị trí sinh linh bản nguyên của lâm Linh Nga, từ hồn phách và thân thể hòa hợp hoàn mỹ, không có cảm giác tỳ vết nào, hẳn là chưa bị đoạt xá dường như tư chất cũng không tệ thủy và mộc hỗ trợ nhau cũng không rõ là tính nết như thế nào tuổi này của tiểu sư muội có lẽ đã định hình tính cách rồi hy vọng không phải cái loại đi khắp nơi gây ra tai họa có điều nhìn dáng dấp này sau này cũng có thể là một mỹ nhân xưa nay hồng nhan nhiều kẻ gây tai họa vậy nên có khả năng sẽ có thời điểm bộc phát phải hết sức tránh xa mới được còn phải kiểm tra xem có dấu đồ vật ma quỷ gì ở dưới không ừ cái này cũng cần phải kiểm tra tuy rằng xác suất xảy ra rất thấp nhưng cũng không thể bỏ qua khả năng nhỏ bé này được, tóm lại là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện không thừa, cùng lúc đó, hả, cảm nhận được bàn tay lớn kia rời khỏi trán mình, bắt đầu chậm rãi lướt qua khắp người, làm Linh Nga đang mê mang cũng hơi đỏ mặt, sư, sư huynh, như vậy có phải quá, chỗ đó không thể, rất nhanh sau đó, Lý Trường Thọ gật gật đầu, sau khi kiểm tra kỹ càng, tiểu sư muội không có vấn đề gì, không bị đoạt xá, không có mấy loại đồ vật ma chủng, không bị hạ độc. Hạ chú, quả đúng là hạt giống tu tiên tốt. Chính thức thông qua bài kiểm tra nhập môn, tiếp theo là liên quan tới giáo trình huấn luyện cho sư muội, cái này cũng phải chuẩn bị cho tốt, tốt nhất là sư muội không phải kẻ thích gây chuyện thị phi, vậy thì xác suất mình dính phải mấy chuyện nhân quả sẽ không thay đổi so với bây giờ. Lý Trường Thọ ngồi bên cạnh giường thoáng có chút thất thần, sau đó không nhìn được bật cười, lẩm bẩm nói khẽ, có điều, cũng hiểu được đại khái vì sao kiếp trước có nhiều người yêu thích tiểu lô ly. Như vậy rồi, đáng yêu như thế ai mà chịu nổi chứ, tiểu lô ly, đáng yêu, kiếp trước, tuy rằng Lâm Linh Nga nghe không hiểu, nhưng cũng cảm thấy sư phụ nói không sai, sư huynh quả là có chút là lạ, có thể là do luồng khí tức lạnh lẽo kia phát huy tác dụng, nên Lam Linh Nga khôi phục được chút khí lực, muốn mở mắt ra, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, phát ra một tiếng trên rỉ nhẹ. Mọi thứ trước mắt từ mơ hồ trở nên sáng tỏ, cuối cùng Lâm Linh Nga cũng nhìn thấy sư huynh ở khoảng cách gần, quả nhiên là một khuôn mặt góc cạnh, càng nhìn càng khôi ngô tuấn tú, đẹp hơn nhiều mấy người thị vệ bên người mẫu thân, nhưng mà, vẻ mặt của sư huynh lúc này, khiến cho người ta có chút. Lo lắng đề phòng, ánh mắt sư huynh thật là đáng sợ, Tực, ừ, làm Linh Nga nuốt nước miếng một cái, vừa yếu đuối bất lực lại vừa khổ sở đáng thương, nàng nghe tu sĩ trẻ ngồi ngay ngắn bên giường âm trầm hỏi một câu, vừa rồi muội nghe hết rồi hả? Lam Linh Nga bỗng lúng cuốn, run run nói, không, không có, dạ, sư huynh sao vậy? Mình có chỗ nào khiến sư huynh tức giận sao? vẻ mặt này của sư huynh là có gì không hài lòng với mình sao sư huynh thanh niên bên giường chậm rãi đứng lên rồi cúi đầu quan sát tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác ánh mắt hơi do dự nhưng lập tức nói bằng giọng trầm thấp nhìn ta những lời ta vừa nói không được kể cho bất luận kẻ nào à được lam linh nga nhỏ giọng đáp khuôn mặt đỏ rực lúng túng không biết làm sao sau đó nàng thấy sư huynh lắc đầu chậm rãi đứng thẳng người đi đến bên cửa sổ nhìn ra cửa sổ thất thần một hồi hắn gọi là lý trường thọ cũng do hắn kiên quyết giữ vững hai chữ trường thọ làm đạo hiệu lúc bái sư gần giống với suy đoán của lâm linh nga lý trường thọ muốn mình có thể sống lâu thêm một ít tốt nhất là kiểu có thể thọ cùng thiên địa lúc này lý trường thọ đang nhớ lại chính bản thân mình lúc nãy lẩm bẩm để lộ ra những tin tức trước kia sơ hở lớn nhất chính là hai chữ kiếp trước khỉ thật hơn một trăm năm nay ngàn phòng vạn phòng không ngờ vậy mà bị bại lộ bí mật trước mặt tiểu sư muội cũng là do hắn cất giấu bí mật ở đấy lòng quá lâu, không nhìn được bắt đầu nói nhảm một mình, quay đầu liếc tiểu cô nương trên giường đang ngồi dậy, Lý Trường Thọ sờ sờ cầm, quả nhiên vẫn phải giết người diệt khẩu, giết người diệt khẩu thôi. Trên giường Trúc, Lam Linh Nga đang cố sức ngồi dậy, vừa lúc ngước mắt lên nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của sư huynh nhà mình, sợ run cả người, sư huynh, lời ta vừa nói, tuyệt đối không được nói với bất luận kẻ nào, dạ. Linh Nga nhớ kỹ, nhất định không được nói với bất luận kẻ nào, bao gồm cả sư phụ, được rồi sư huynh, tốt lắm, vậy trước hết thầy đi, dùng danh nghĩa vô thượng đại đạo, tặc. À, tặc, à, trong ánh nắng tà tà, trên trán của nữ đồng ngồi trên giường dần dần dăng đầy vạch đen, dưới sự giám sát và hướng dẫn của sư huynh. Nàng giơ tay nhỏ lên, bắt đầu thuộc lại lời thầy dài ngàn chữ kia, cân nhắc tất cả các loại tình huống và điều kiện, lời thầy đại đạo, chương 3, bài học nhập môn đầu tiên, lời thầy giữ bí mật lúc nãy, thật sự liên quan đến đại đạo sao, sau khi ra khỏi căn nhà tranh cặp mắt đen nhánh của Lâm Linh Nga giống như mất đi ánh sáng. Người nàng nhẹ bẩn, bước chân bồng bềnh, bỗng nhiên một bàn tay từ bên cạnh đỡ nàng, trong lòng bàn tay đó còn có một viên đan dược màu xanh nhạt, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng nói, bồi nguyên ngưng tức đan. Không có bất kỳ độc tính gì, dược tính vô cùng ôn hòa. Người bình thường chưa tu hành cũng có thể dùng để bồi bổ nguyên khí, Lâm linh nga rụt rè đáp, cảm ơn sư huynh, sau đó nàng nhận lấy đan dược, nghiêng người bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn đang dược vừa chạm nước bọt đã hòa tan, giống như một dòng suối dịu ngọt, làm nàng không kìm được mà hừ nhẹ một tiếng. Chỉ một thoáng, tinh thần nàng đã tốt hơn, bàn tay to lớn của Lý Trường Thọ từ từ tiến tới, xoa nhẹ đầu nàng, rồi nói, tiểu sư mùi thật là đáng yêu. Sau này mùi cũng là người của tiểu Quỳnh Phong. Trước tiên ta dẫn mùi dạo chơi chung quanh, để làm quen hoàn cảnh nơi đây. Đợi sau khi sư phụ tỉnh thuốc. Khục. Tỉnh tòa xong. Ngươi sẽ truyền thụ tâm pháp nhập môn cho muội. Nếu như tu luyện có điều gì không hiểu cứ việc đến hỏi ta Lam Linh Nga chắp tay sau lưng nhỏ giọng đáp Xin cảm ơn sư huynh Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng đi về phía bờ hồ Gọi với lại Mau tới đây xem đám cá cảnh trong hồ này Đồ tốt đấy Đây cũng là một phần tài sản quan trọng của tiểu quỳnh phong chúng ta Lam Linh Nga vội vàng đi theo Dẫm lên thảm cỏ mềm mại Nhón chân nhìn về phía mặt hồ xa xa Hồ nước trong suốt đến là thường bên trong có từng đàn cá đang từ tốn bơi lội, chơi đùa, Lý Trường Thọ chỉ vào mấy con cá có lớp vẫy năm màu hỏi, nhìn này, có đẹp hay không, làm Linh Nga bị đám cá cảnh thu hút, gật đầu ly lịa, khen không ngớt miệng. Ừ, đẹp, từ đẹp, bỗng nàng nghe được tiếng thủ thủy của sư huynh mình ở bên cạnh, chờ mùi luyện được luồng linh khí đầu tiên, chúng ta sẽ mở tiệc cá liên hoan. Đám cá năm màu là một loại cá chuối, hương vị vô cùng ngon. Cho dù là rán, chưng, nướng hay chiên, đều là món ngon nhất hạn càng hiếm thấy hơn là ăn thịt của chúng sẽ tăng chất lượng linh khí cho người luyện khí tráng lam linh nga nhăn lại hỏi ăn thật sao lý trường thọ đáp không thì nuôi bọn chúng làm gì đoạn hắn giơ tay trái lên vải xuống hồ một nắm gạo trong miệng còn gọi ăn cơm từng con cá từ khắp mọi nơi bơi tới bên hồ cũng lập tức trở nên náo nhiệt lam linh nga thấy vậy hai mắt sáng lên bàn tay của họ lý đưa một túi vải nhỏ cho nàng rồi nói cho muội đấy trong này là thức ăn cho cá nếu muội thích, sau này trọng trách cho cá ăn sẽ giao cho muội. làm Linh Nga vui vẻ đáp lại, vâng. Cảm ơn sư huynh nhiều, đoạn nàng đổ ra một ít thức ăn, rắc xuống hồ. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như sợ thức ăn rơi quá mạnh sẽ đập nát những chiếc vẫy xinh đẹp của bầy cá. Lý Trường Thọ ở bên bình tĩnh mỉm cười nghĩ thầm, kha kha, mỗi ngày cứ bớt đi một việc là lại có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc tu hành rồi. Từ góc độ này thì có sư muội cũng không tệ lắm, bàn tay nhỏ nhắn của Lâm Linh Nga rắc từng chút thức ăn xuống, dưới nước đám cá năm màu kết thành từng đàn lúc ẩn lúc hiện, chơi đến quên cả trời đất. Lý Trường Thọ đợi ở bên cạnh một lúc, bỗng ngón tay khẽ búng. Mặt hồ nổi lên hai cột nước nhỏ, hai con cá chuối bị lôi lên khỏi mặt nước. Sau đó bị hắn kéo về, tạo thành một quả cầu nước, cất vào ống tay áo, Lâm Linh Nga đứng bên cạnh nhìn đến ngẩn ngơ, nhỏ giọng hỏi: sư huynh sao lại bỏ cá vào trong tay áo, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, quà biếu đấy. Đừng tưởng độ tiên môn chúng ta là môn phái tu tiên, đạo lý đối nhân sự thế so với thế tục cũng không khác lắm. Lát nữa phải dẫn ngươi đi đăng ký, cũng không thể đi tay không. Làm Linh Nga chớp chớp đôi mắt, mặc dù không hiểu lắm, nhưng nàng vẫn khéo léo nói một câu, lại làm phiền sư huynh rồi, Lý Trường Thọ đáp, không có gì. Chơi chán thì qua bên này đi, Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới vườn thuốc cách đó không xa lam linh nga nhìn đám cá đang tụ tập bên hồ nhẹ nhàng vẫy tay với chúng rồi vội vàng đi theo trong vườn thuốc lý trường thọ giới thiệu sơ lược chủng loại và công hiệu của mấy trăm cây thuốc quý lam linh nga ở bên cạnh cố gắng nhớ kỹ nhưng nàng cũng không biết mình đã bị sư huynh xem là người làm vườn mới nghe tiếng nói ấm áp của sư huynh cô bé không khỏi nghĩ tới giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp của mẹ cảnh sát tiểu quỳnh phong cũng không tệ thực sự không cần giới thiệu nhiều lý trường thọ mang theo tiểu sư muội dạo quanh căn nhà tranh hai vòng rồi làm phép gọi ra một đám mây trắng, mang theo Lâm Linh Nga đứng trên đó bay tới dãy núi chính giữa. Lâm Linh Nga tò mò hỏi, sư huynh có thể cưỡi hạt tiên không? Lý Trường Thọ đáp, được, chỉ cần có thể ngự vật là được. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng điểm mây trắng dưới chân, đám mây đột nhiên phát ra một tiếng hót rồi biến thành con hạt tiên lớn. Hai cánh nó dang ra, chở hai người bay chậm chậm về phía trước. Đôi mắt to của Lâm Linh Nga lập tức sáng lấp lánh, bàn tay nhỏ túng chặt đạo bào sư huynh, cúi đầu tắm tắt khen, Lý Trường Thọ nói, chỉ là thuật che mắt đơn giản mà thôi về sau ngươi muốn bay lượn trong tông môn phải nhớ rõ mấy điều cô bé ngạc nhiên hỏi điều gì vậy sư huynh lý trường thọ hắn giọng sửa sang lại những điều đã chuẩn bị từ trước hắn quyết định nên dạy bảo sư muội từ những việc nhỏ nhặt trước thế là hắn chân thành nói muốn bay trong sư môn đầu tiên là phải chú ý độ cao không được quá cao cũng không thể quá thấp vì chỗ cao thường xuyên có vài tiền bối cao nhân trong sư môn đi ngang qua Chính diện đụng phải bọn họ thì sẽ dễ dàng mạo phạm. Sư muội ngươi phải nhớ kỹ, bị đám tiền bối cao nhân này chú ý, sẽ có khả năng 5 phần lưu lại ấn tượng tốt, 5 phần lưu lại ấn tượng xấu. Lưu lại ấn tượng tốt thì chưa chắc sẽ được lợi lộc gì, nhưng lưu lại ấn tượng xấu thì tất nhiên sẽ để lại chút họa ngầm, cho nên tốt nhất là đừng để bọn họ chú ý tới, gặp thì hành lễ là được. Cứ làm tròn bổn phận của mình là đủ rồi, làm linh nga lễ phép đáp, vâng Linh Nga nhớ kỹ, họ Lý lại nói tiếp, còn nữa, cũng không thể bay quá thấp. Bởi vì quá thấp sẽ dễ dàng bay qua một số ngọn núi có người ở. Trong môn phái, mặc dù bề ngoài là hòa thuận với nhau, nhưng sau lưng cũng có cạnh tranh. Lại có rất nhiều người để ý đến mấy cái bảng xếp hạng nhàm chán. Nếu bay quá thấp, dễ bị bọn họ nhằm vào. Cho nên, qua trăm năm tìm hiểu, sư huynh ta đã tổng kết ra một độ cao bay thích hợp trong sơn môn. Từ chỗ chúng ta xuất phát, bay lên không quá 30 trượng đến 50 trượng, độ cao này rất ít gặp được đồng môn, lại càng không cần phải nói đến tiền bối cao nhân, làm Linh Nga nghe sư huynh mình nói một tràng dài, cố gắng ghi nhớ những điều này trong lòng. Lại không kìm được ngước lên nhìn khuôn mặt góc cạnh, cân đối của sư huynh. Quả nhiên, sư huynh rất tuấn tú, lại còn vô cùng chu đáo, cùng với âm thanh của sư huynh không ngừng căn dặn suốt dọc đường, cuối cùng làm Linh Nga cũng tới chủ phong độ tiên môn. Ngọn núi này nằm ở trung tâm của độ tiên môn đây cũng là ngọn núi hiểm trở nhất, cao nhất trong mấy chục ngọn núi, tự như một thanh kiếm đâm thẳng lên trời, xuyên vào trong mây xanh. Cho nên, nơi đây cũng được gọi là Phá Thiên Phong, Phá Thiên Phong có một tòa tiên điện, là nơi trưởng môn cùng các vị trưởng lão, phong chủ nghị sự. Ngày bình thường cũng là khu vực cấm bay, các đệ tử không có sự cho phép không thể tiếp cận được. Giữa sườn Phá Thiên Phong có một dãy cung điện được xây dựng dựa vào núi, nơi này mỗi ngày đều có rất nhiều người qua lại. Được sư huynh giới thiệu, linh nga cũng biết được nơi này là cơ quan quản lý tất cả sự vụ trong tiên môn tất cả các đệ tử trong môn mỗi tháng đều tới đây lĩnh trợ cấp cũng là nơi định kỳ tới báo cáo tiến triển quá trình tu đạo của mình bước trên con đường đá xanh làm linh nga ngạc nhiên phát hiện mình và sư huynh dường như đang ẩn thân vậy ở chỗ này có rất nhiều đồng môn khác nhưng không hề có ánh mắt nào nhìn hai người bọn họ coi như ngẫu nhiên có người nhìn về phía bên này cũng sẽ nhanh chóng lướt qua Giọng nói của Lý Trường Thọ lại vang lên trong tai Linh Nga, vẫn không ngừng dạy bảo như cũ. Linh Nga ngươi phải nhớ kỹ, không để người khác chú ý, giảm cảm giác tồn tại mình xuống thấp nhất. Đây chính là phương thức tránh nhiễm nhân quả tốt nhất. Ta đã cải tiến một phép thuật che giấu khí tức bản thân, chờ ngươi tu hành nhập môn sẽ truyền thụ cho ngươi, làm Linh Nga đáp. Vâng, cảm ơn sư huynh, Lý Trường Thọ cười tủm tỉm trả lời, không cần, đây đều là việc sư huynh phải làm, rồi hắn lại mang theo Lam Linh Nga đi qua cung điện treo bản hiệu Bách Phạm Điện. Trong điện, Lam Linh Nga nhìn sư huynh mình lấy ra hai con cá chuối, cùng với một vị đạo trưởng trung niên phụ trách đăng ký trong môn nói chuyện thân thiết như người trong nhà. Nàng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn, sư huynh ta thật quá ổn trọng. Chương 4, Thế giới rất nguy hiểm, trong căn nhà tranh trên tiểu Quỳnh Phong, vang lên tiếng giảng bài dõng dạc, Linh Nga, còn có biết khí là gì không? Khí, chính là sự chuyển động của đất trời, sự hô hấp của sinh linh hết thảy sự tu hành đều bắt đầu từ khí ngàn loại thần thông khi đến tận cùng đều hóa thành khí thổ nạp luân chuyển khởi đầu chu thiên hôm nay sư phụ sẽ truyền lại cho con nhất khí chính thiên quyết công pháp nền tảng của độ tiên môn chúng ta đây chính là cách thức để xây dựng đạo cơ nhìn khắp ngũ bộ châu đây cũng là phương pháp trúc cơ hàng đầu sau này nếu con muốn tu luyện những công pháp khác vẫn có thể dùng pháp môn này để trúc cơ linh nga Linh Nga, cô bé đáng yêu vội đáp, đồ nhi đã rõ, dưới tán liễu cạnh hồ, làm Linh Nga lưu luyến thu ánh mắt đang liếc nhìn mặt hồ, hơi chột dạ lè lưỡi. Tề nguyên lão đạo quay đầu nhìn về phía giữa hồ rồi cười nói, sư huynh của con đang tu luyện thuộc thủy độn, con đừng để nó làm ảnh hưởng đến tinh thần. Hãy tập trung lắng nghe sư phụ giảng giải về công pháp bản môn, làm Linh Nga gật đầu trả lời. Dạ, cô bé tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe sư phụ giảng giải ảo diệu trong tu hành, cố gắng thấu hiểu ý tứ trong từng câu câu pháp quyết. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn. Nàng ngạc nhiên hô lên, sư phụ, sư huynh biến mất rồi, làm linh nga tròn mắt, chỉ vào mặt hồ nước yên ả không một gần sóng. Tề nguyên lão đạo quay đầu nhìn lại, bất đắc dĩ cười một tiếng, thở dài nói, đó là động pháp. Ê, chúng ta vào trong phòng tiếp tục tu luyện. Sư huynh của con có đam mê cùng nhiệt đối với các loại động pháp. Đây là loại động thuật thứ sáu mà hắn nắm giữ được. Lam Linh nga hiếu kỳ hỏi: Sư phụ, động pháp là cái gì ạ? À? Tề Nguyên vuốt trâu cười nói: Động pháp là một loại pháp thuật, có thể giúp làm người làm phép tại các môi trường khác nhau có thể di chuyển cực nhanh. Thủy động có thể di chuyển trong nước nhanh vô cùng, so với cá bơi còn nhanh chóng hơn. Nhìn xem, sư huynh của con không phải là đã xuất hiện bên bờ hồ rồi sao? Tốc độ của loại động pháp này quả là ghê gớm. Lam Linh nga nhón chân nhìn lại vừa vặn thấy thân hình cao gậy của sư huynh nhà mình từ đằng xa lao lên đứng im trên mặt hồ nàng nhỏ giọng khen sư huynh thật lợi hại nét mặt lão đạo lộ ra vẻ bất đắc dĩ nếu nói tới động pháp ở độ tiên môn chúng ta sư huynh của con chắc chắn sẽ được tán dương bằng hai từ lợi hại chỉ cần hắn để tâm vào những pháp thuật khác bằng phân nửa động pháp sư phụ đã có thể an tâm được mấy phần rồi làm linh nga nhẹ nhàng chớp mắt rồi đi theo sư phụ vào trong nhà căn nhà tranh tề lão đạo tiện tay đóng cánh cửa gỗ của căn nhà tranh lại, sau đó lấy ra hai cái bộ đoàn, tay cầm phất trần nhẹ nhàng gõ xuống đầu của tiểu đồ đệ, chú ý nghe giảng, dạ, làm Linh Nga vội vàng ngồi xếp bằng nghiêm chỉnh. Cuối cùng tinh thần của cô bé cũng ổn định lại, Lý Trường Thọ đạp sóng mà đi trên nước, lưu lại trên mặt hồ những gợn nước rất nhanh tan biến. Chỉ vài hơi thở, hắn đã tới giữa mặt hồ, họ Lý lẩm bẩm, thủy động đã luyện thành, nhưng tốc độ quả thật rất chậm. Có điều khi thi triển thuật thủy động, làm cho bản thân hòa vào nước cũng có thể chống cự lại sự oanh kích của một số pháp bảo. Nước vỗ về vạn vật mà không tranh, nước chở ngàn thuyền mà không sụp, quả thực rất đáng để tiếp tục tìm hiểu, Lý Trường Thọ đứng chắp tay. Suy nghĩ một hồi, sau đó lại tiếp tục bước đi trên mặt nước, chỉ vài bước hắn đã lại biến mất. Hắn không ngừng mày mò tìm hiểu, chẳng mấy chốc hắn chẳng cần phải đi trên mặt nước mà chỉ cần tiếp xúc với hồ nước là lập tức có thể thi triển được thuật thủy độn. Lý Trường Thọ vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục dốc lòng suy nghĩ hoàn toàn không phát hiện được thời gian đang dần trôi qua tới tận buổi chiều tề nguyên lão đạo phải dùng thuật truyền âm để lôi hắn trở về rồi bảo linh nga chưa tích cốc dù sao cũng không thể ăn đang dược thay cơm con đến nhà tranh sửa lại cái bếp lò trước khi con bé tích cốc mỗi ngày nấu cho nó một bữa cơm lý trường thọ chấp tay đáp đệ tử tuân mệnh lão đạo lại nói sư phụ tu luyện tiếp đây linh nga nếu có chuyện gì thì có thể đến tìm sư huynh nhờ giúp đỡ Cô bé đáp, dạ, vâng ạ, à, Lâm làm Linh Nga bắt chước động tác của sư huynh, ngượng nghịu chấp tay trả. Nhưng cái bụng nhỏ lại không hợp tác mà phát sôi lên ùng ục, khiến gương mặt xinh đẹp của nàng đỏ bừng lên. Tề nguyên đạo trưởng cười ha ha rồi hóa thành một làn khói xanh biến mất. Trên gương mặt Lý Trường thọ lộ vẻ mỉm cười nhưng ánh mắt lại nhìn về phía bờ hồ để cho tiểu sư muội không cảm thấy quá xấu hổ. Lâm Linh Nga hỏi, sư huynh, sư phụ vừa mới dùng thuật yên động đúng không? Ừm. Yên động, Lý Trường Thọ nhất thời không kịp phản ứng vô thức lên tiếng. Sau đó lại nhìn không được mà cười to, đấy là thuộc huyển hình, sử dụng chủ yếu khi đối mặt với kẻ địch nhằm bảo vệ tính mạng. Cũng được dùng để đả thương, vây khốn kẻ địch. Có thể xem như là tuyệt chiêu sở trường của sư phụ chúng ta. Muốn học không? Nếu muốn thì chờ đến khi cảnh giới tu vi của muội có chút hỏa hầu, khiến sư phụ hài lòng thì sẽ truyền lại cho muội. Lam Linh Nga lập tức hỏi lại, còn thủy độn của sư huynh thì sao? linh nga có thể lập tức tu luyện không họ lý đáp muốn học thủy động phải đợi một thời gian nữa mùi cần bước vào cảnh giới luyện khí hóa thần mới có thể tu luyện ngũ hành động pháp đều vậy hiện tại mùi mới chỉ là thái điểu trên con đường tu luyện thôi chớ nên tơ tưởng linh nga chớp mắt mấy cái sư huynh thái điểu là gì thế lý trường thọ đáp đại khái chính là loại gà mờ mới nhập môn đó hắn cười đến híp cả mắt rồi dẫn lâm linh nga đi tới bãi đất trống bên cạnh vườn thuốc họ lý cất tiếng hỏi mùi muốn ăn cái gì nào? Nhà ta trên núi, không thiếu đặc sản. Nếu mùi không ăn kiêng, ta sẽ làm mấy món ngon lành cho mùi ăn chơi, làm Linh Nga tò mò hỏi, đặc sản. Sư Huynh, bữa trưa. Chúng ta sẽ gặm mấy cây thuốc này sao? Lý Trường Thọ trận mắt nói, dĩ nhiên là không phải rồi, nói xong, tay phải của hắn giơ ra hút lấy một viên đá. Nó quay tít trong lòng bàn tay của hắn rồi như một mũi tên rít lên, bay thẳng tắp vào khu rừng. Lam Linh Nga phấn khích vỗ tay hoang hô. Trong khu rừng, chim chóc hoảng sợ nháo nhào vỗ cánh bay lên, một con gà ba màu đột nhiên xé gió lao đến, trên ức của nó còn ghim chặt viên đá khi nãy. Thì ra con gà này đã đi đời nhà ma từ nãy rồi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lam Linh Nga, sư huynh nàng gỡ viên đá ra, tiện tay quẳng xuống bụi có bên cạnh. Không lâu sau, Lý Trường Thọ đã mang con gà xuống hồ vặt lông sạch sẽ rồi treo lên nướng. Hắn lấy ra mấy lọ gia vị mà hắn coi như bảo bối, bắt đầu dụ dỗ. Nước miếng của tiểu sư muội. Làm Linh Nga hiếu kỳ hỏi, sư huynh vừa rồi dùng pháp thuật gì với cục đá kia mà có thể làm cho nó bay đi xong còn có thể bay trở về thế, họ lý đáp, chỉ là thuật ngự vật đơn giản thôi. Trò vặt ấy mà. Giới tu chân ngày nay, thậm chí cả ngũ bộ châu, khi đánh đấm đều khoái trò dùng tu vi điều khiển mấy món bảo bối để đánh người khác, thuật này gọi là ngự vật, chính là nền tảng để khống chế pháp bảo. Mùi mới bắt đầu tu hành, đối với những loại pháp thuật này đương nhiên chưa hiểu rõ sau này ta sẽ từ từ nói cho mũi biết lam linh nga đáp dạ nàng ngồi sống bên cạnh bàn tay nhỏ nhắn vén một sợi tóc mai để ra phía sau tai lý nhí nói mũi có cảm giác pháp thuật của sư huynh thật sự rất lợi hại lý trường thọ khẽ lắc đầu nghiêm giọng lên lớp sư mũi lầm rồi pháp thuật của ta không hề lợi hại ta và sư phụ đều giống nhau đều là kẻ luyện khí chưa thành tiên thế giới hồng hoang đầy hung hiểm Tu luyện thành tiên cũng chỉ là bước thứ nhất sau khi thành tiên lại còn phải trải qua bảy tám cảnh giới lớn mới có thể miễn cưỡng được coi là một tay cao thủ mỗi một cảnh giới đều có thể vây chết vô số kẻ được gọi là thiên tài mà hồng hoang tồn tại từ xa xưa đến nay cao thủ đứng đầu nhiều vô số kể người mới muốn leo lên vị trí cao đã khó càng thêm khó tóm lại tu vi chỉ là nền tảng giống như hai người cùng cảnh giới đánh nhau bên nào không có pháp bảo thì chỉ có một đường là thân tử đạo tiêu làm linh nga vội rụt cổ lời của sư huynh vừa nói chẳng khác nào tiếng ma lọt vào tai làm lông tơ của nàng dựng đứng giọng nói của lý trường thọ tiếp tục vang lên mà cho dù mùi có pháp bảo lợi hại nhưng nếu không có thần thông lợi hại rồi thì cũng thân tử đạo tiêu lại coi như mùi có đầy đủ cả pháp bảo lẫn thần thông nhưng nếu như thiếu vận khí kiểu gì cũng gặp họa rồi cũng thân tử đạo tiêu nói tóm lại Lâm Linh Nga nhanh miệng nói, thân, thân tử đạo tiêu đúng không ạ, à? Lý Trường Thọ lập tức lộ ra nụ cười thân thiện, cất tiếng tán dương, không sai, khả năng lĩnh ngộ rất nhanh đấy, Lâm Linh Nga hỏi thêm, thế nhưng, Sư Huynh ơi, chúng ta tu luyện không phải là để trường sinh bất lão, để không kẻ nào dám lừa gạt, để tiêu giao, tự tại đi khắp thế gian hay sao, Lý Trường Thọ biểu môi trả lời, không, mùi nghĩ lầm rồi, tu luyện cũng chẳng phải chuyện gây gớm gì cả chúng ta tu luyện chính là để bản thân càng ngày càng mạnh, để đủ sức vượt qua mọi khó khăn gian khổ mà sống sót, trường sinh bất lão cũng chỉ là một cảnh giới mà thôi. khi đạt tới cảnh giới này mùi sẽ không tự nhiên chết, nhưng vẫn sẽ có vô vàn tai họa có thể đe dọa đến tính mạng của mùi. làm linh nga có gấp gáp hỏi lại, vậy thì sư huynh ơi chúng ta nên làm như thế nào thì mới có khả năng sống sót được ạ? À? lý trường thọ khẽ lật cái vị nướng trong tay, bình thản đáp lời: thứ nhất, cần tránh né nhân quả hạn chế tối đa việc tiếp xúc với những chuyện kỳ quái. Biện pháp tốt nhất chính là ngoan ngoãn tu luyện ở trong nhà. Tuyệt đối không chạy rong, cũng không được tiếp xúc gần với người khác, tất nhiên, rất khó để làm được điều này. Chẳng hạn như muội và ta, bởi vì bái sư học đạo cùng một sư phụ. Vậy là giữa chúng ta đã có quan hệ, nên cũng có nhân. Sau này nếu như một trong hai ta có ai gặp trắc rối thì người kia cũng sẽ bị liên lụy. Đây chính là một loại quả. Vì vậy cho dù hết sức tránh né chúng ta cũng hoàn toàn không thể tránh khỏi nhân quả vậy nên chúng ta cần phải học cách xem xét thời thế căn cứ vào tình huống cụ thể để có phán đoán hợp lý cần hết sức cẩn trọng để không làm cho bản thân rơi vào tình thế nguy hiểm nếu như ta đã cố gắng làm hết thảy mọi thứ mà vẫn lâm vào tình thế nguy hiểm vậy thì chỉ có thể dùng đến biện pháp thứ hai để ứng phó làm linh nga đưa tay lau nước miếng ở khóe miệng con gà nướng đã chín đến bảy phần tỏa ra mùi thơm vô cùng hấp dẫn nàng hỏi điều thứ hai là gì vậy ạ à? lý trường thọ trả lời rất ngắn gọn ác chủ bài đôi mắt của lâm linh nga tròn xoe nàng hỏi lại ác chủ bài đó là cái gì vậy ạ à? lý trường thọ xé một miếng thịt gà đưa cho linh nga đang đói cồn cào sắp tới mức hết chịu nổi rồi tiếp tục giảng bài cái gọi là ác chủ bài chính là khả năng ẩn giấu năng lực của mùi giáo án để dạy dỗ sư mùi mới nhập môn đã được hắn chuẩn bị từ lâu là thành quả mấy tháng trời của hắn nay mang ra giảng liên hồi. Nếu muội có 10 phần sức, thì nên giấu đi 3 phần. Chỉ thể hiện ra bên ngoài cho người khác thấy 7 phần. Như vậy, nếu có người âm mưu đối phó với muội, muội sẽ có thể đánh cho hắn không kịp trở tay. Cụ thể hơn, sau này nếu như muội có pháp thuật, thần thông hay pháp bảo gì lợi hại, thì phải đem giấu đi xem như một lá ác chủ bài của mình. Chớ để cho người khác biết được. Tại thời khắc máu chốt lấy ra sử dụng, giải quyết phiền toái một cách gọn gàng tu vi của bản thân, cũng có thể che giấu một phần, đây cũng là một lá bài lợi hại. Làm Linh Nga giải quyết nhanh chóng miếng thịt gà trên tay, hai mắt sáng rực, thèm thuồng liếm sạch ngón tay của mình. Cô bé cẩn thận suy ngẫm về những điều sư huynh vừa dạy bảo, nhỏ giọng hỏi, nếu như ác chủ bài đều đã dùng mà vẫn đánh không lại đối phương, vậy phải làm thế nào ạ? À? Lý Trường Thọ thủng thẳng đáp, đây chính là điều thứ ba, hắn búng tay, phần gà nướng đã chín bị chia thành từng khối rồi bay tới trước mặt Linh Nga. Hắn nói tiếp, điều thứ ba thực ra rất đơn giản, chính là Trốn, làm Linh Nga ngạc nhiên. Hứ, cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, mặc dù đang mê say ngắm nhìn miếng gà nướng hấp dẫn nhưng vẫn cố gắng để hiểu lời sư huynh vừa nói, Lý Trường Thọ thản nhiên nói, tục ngữ có câu, lưu lại núi xanh, lo gì không có củi đốt, hành động theo cảm tính sẽ chôn vùi tương lai tươi đẹp, sinh mệnh trân quý cũng chỉ có một. Tuy nhiên, nếu có nhân phẩm và phong độ tuyệt hảo biết đâu sẽ giảm phân cho tới hai lần, khủ trở lại chuyện chính khi lâm trận muốn từ trong tay cao thủ mà bỏ chạy cần năng lực phản ứng cực mạnh không phải ta muốn cường điệu tác dụng của động pháp đâu học thêm một loại động pháp mùi sẽ có thêm một phần cơ hội sống hoàng hôn ngã về tây khắp nơi đều là mùi thịt nướng ở bên cạnh hồ nước trong veo tên thanh niên luyện khí thao thao bất tuyệt dạy dỗ tiểu sư mùi mới nhập môn cái miệng nhỏ nhắn của cô bé gặm từng miếng thịt gà vừa ăn vừa nghe đến mê mẩn chỉ có điều mặc dù Linh Nga bé nhỏ tấm tắc khen những điều sư huynh nói rất có đạo lý. Nhưng khi cẩn thận suy ngẫm, cô bé lại cảm thấy có gì đó, có gì đó sai sai, chương năm, buổi tối dậy kèm cho sư muội, sư muội, dạ, nghe ta hỏi đây, vâng, Lý Trường Thọ phất tay áo lên, cô bé đang ngồi thiền trên bãi cỏ bên hồ bỗng giật mình, lập tức lên tinh thần, Lý Trường Thọ hỏi, sư muội, giả sử tu vi của muội là hóa thần cấp 9. Trên đường đi, mùi đột nhiên phát hiện có một tu sĩ hóa thần cấp 6 đang ức hiếp nữ luyện khí sĩ ở nơi không người. Mùi sẽ làm thế nào? Có ba lựa chọn, một, xông lên giết hắn, mùi là hóa thân của chính nghĩa, hai, dù ở rất xa nhưng mùi vẫn dùng pháp bảo đánh tên đó một đòn. Sau đó mới thông dông rời đi, phá hỏng tâm trạng của tên đó, ba, coi như mình không thấy gì cả, tránh sang con đường bên cạnh, làm linh nga chớp chớp mắt, đề bài và những lựa chọn trên đều không phải là những thứ mà nạn có thể hiểu được ở độ tuổi này thì phải. Lý Trường Thọ cười tủng tỉnh nhắc nhở, chỉ được chọn một cái thôi, mùi chọn đi. Lam Linh Nga trục trè đáp, một, Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, mùi làm thế nào mà biết được tên này không che giấu tu vi của mình. Nhớ đâu gã cố yến ngụy trang là hóa thần cấp 6, kỳ thật hắn đã là cao thủ phản hư, bình thường, những kẻ đã dám làm việc xấu xa, thì có thể khẳng định bọn chúng là loại người đê tiện vô sĩ. Muội sao có thể trông mong chúng thành thật với muội đây?" Lam Linh Nga nhíu đôi mày nhỏ trả lời lại, "Vậy?" Hai, Lý Trường Thọ thở dài, "Sư muội, muội đừng quên rằng chính mình cũng là nữ tu sĩ. Nếu giả thiết trường hợp một xảy ra, tên cầm thú này nhìn thấy sư muội xinh như hoa như ngọc liền nổi thú tính. Vậy chẳng phải ngay cả bản thân muội cũng sẽ rơi vào tay tên đó sao?" Khuôn mặt nhỏ của Lam Linh Nga đỏ bừng, đầu óc rối bời, nhỏ giọng nói, "Nhưng mà sư huynh lựa chọn thứ ba này lại không phải là chuyện của những kẻ tu hành chúng ta nên làm lúc muội còn rất nhỏ cha muội cũng từng nói những đạo lý như vậy người luôn mong mấy huynh muội chúng ta có thể đứng ra phạt ác giúp yếu người từng nói nếu như mỗi người gặp chuyện bất bình đều không ra tay cứu giúp đến một ngày người bị hại kia là chính mình thế chẳng phải phải lý trường thọ chắp tay nhìn chăm chú vào mặt hồ cảm thán nói không sư muội Mùi phải nhớ kỹ nếu như ở trong một thế giới hiền hòa. Thân thiện, suy nghĩ này của muội hoàn toàn chính xác. Thế nhưng Hồng Hoang này không phải là một chốn ôn hòa. Nơi đây cao thủ nhiều như mây, các luyện khí sĩ có thể chỉ vì một pháp bảo hoặc một kẻ có linh căn mà đánh nhau tới chết. Phần lớn các tu sĩ trên đời đều thuộc hạng người tâm ngoan thủ lạc, nếu vẫn còn suy nghĩ lấy tấm lòng nhân hậu, hiệp nghĩa làm đầu thì sẽ rất khó sống tiếp trên thế giới này. Việc mà chúng ta phải làm, đó chính là không đi làm việc ác nhưng cũng không cần phải ngăn chặn việc ác so với việc xung phong đi làm anh hùng trong khi bản lĩnh của bản thân còn chưa đủ chẳng bằng vẫn cứ sống tiếp chờ đến khi đứng ở trên đỉnh cao của chúng sinh lúc đó mùi có thể lập ra những quy tắc mới và thay đổi toàn bộ hoàn cảnh của những kẻ yếu trong mảnh đất hồng hoang này cho nên mùi đã hiểu chưa lam linh nga gật đầu lia lịa đối mắt sáng rực vâng đúng lúc này hai sư huynh mùi không hề phát hiện ra cách ngôi nhà tranh không xa có một làn khói xanh bốc lên lặng lẽ bay đến phía sau bọn họ Lý Trường Thọ trầm giọng nói, "Sư muội, bây giờ huynh cho muội chọn lại lần nữa. Muội cứ việc thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình đi. Nếu như gặp cảnh nam tu ức hiếp nữ tu, muội nên làm thế nào?" Trong mắt Lam Linh Nga tràn đầy ánh sáng, giọng tuy không lớn nhưng lại cực kỳ kiên định nói, "Ba. Coi như không thấy, cứ thế rời đi." Từng Lý Trường Thọ không nhịn được dơ lên ngón tay cái với sư muội mình, trong lòng cảm động không thôi hai ngày trời dạy học coi như cũng có thành quả, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn cũng không cần lo lắng sư muội sẽ xông xáo gây họa, rồi tự liên lụy đến bản thân, sư muội của hắn có thể hiểu được rằng phải khiêm tốn mà sống, thật sự là. Bỗng nhiên, có cơn gió lạnh thổi tới, làm cho hai sư huynh muội dựng cả tóc gáy. Một giọng nói già nua lạnh lẽo vang lên từ phía sau, Lý, Trường, Thọ, cạch cạch. Đây là tiếng hai hàm răng va vào nhau của Lam Linh Nga. Khóe miệng Lý Trường Thọ có giật, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt của chủ nhân giọng nói, trong nháy nở ra một nụ cười xung xoe, sư phụ, ngài đã bế quan xong rồi sao? Có phải bắt đầu từ hôm nay ngài sẽ dạy học cho sư muội không? Sư phụ, có chuyện gì thì ngài từ từ nói, ngài đừng lôi phất trần ra làm gì, con cũng là đồ đệ của ngài mà, sư phụ không thể có đứa nhỏ liền hắc hội đứa lớn được, đồ mất nết, râu tóc của tề nguyên bay tán loạn, hai mắt trận tròn, giờ phất trần lên đánh, bản thân nhát gan sợ phiền phức còn muốn dạy hư tiểu sư muội hôm nay vi sư nhất định phải chỉnh đốn lại ngươi thế nhưng khi phất trần đánh xuống một luồng ánh sáng xanh xuất hiện bọc lấy cơ thể của lý trường thọ trong nháy mắt lý trường thọ đã hiện ra gần cây liễu bên cạnh hắn liền chắp tay lại cầu xin sư phụ tha thứ tề nguyên giận đến nỗi suýt không giữ nổi bình tĩnh giờ phất trần trong tay lên liền ra sức đuổi theo quát còn dám dùng một động trốn được lắm ngươi muốn ăn đòn phải không thân hình lý trường thọ bồng bềnh lui lại liên tục thoát khỏi sự truy kích từ sư phụ hắn. Tề Nguyên bắt đầu làm phép, phất trận trong tay lớn dần lên, hiện ra một loạt ảo ảnh trên bầu trời, thế nhưng Lý Trường Thọ giống như một con cá chạch, luôn tìm ra các khe hở để tránh, hắn vừa trốn vừa hô, ai sư phụ à, người bớt giận đi mà, đồ nhi làm thế chẳng phải cũng vì muốn tốt cho sư muội sao, tề lão đạo cáo tiếc mắng. Độ tiên môn chúng ta thuộc về dòng dõi nhân giáo, chính là tam giáo của tiên tông sao lại có thể có một hậu bối trong đầu chỉ toàn bàn môn tà đạo như người chứ? Lý Trường Thọ khen đễu, đấy chẳng phải là vì sư phụ ngài có đôi mắt tin tường, biết trọng anh tài sao, tề lão đạo tức nổ phổi quát, hư. Hôm nay bản đạo sẽ thanh lý môn hộ, tức chết ta rồi, họ lý dai như đĩa, cố tình trêu, sư phụ, lúc tức giận trong ngài xấu trai lắm đó, dưới bóng cây liễu, hai con mắt của Lâm Linh Nga tròn xoe nhìn trò vui trước mặt. Ngay từ đầu, khi nhìn thấy sư phụ muốn đánh sư huynh, Linh Nga còn vô cùng căng thẳng, nhưng dần dần nàng cũng bị màn rượt đuổi vui đùa của hai người này chọc cười. Nàng cũng đã nhìn ra, sư phụ không ra tay thật sự, ngay cả sư huynh né tránh cũng rất nhẹ nhàng, màn truy đuổi cứ thế diễn ra trong chốc lát, hình như sư huynh bị vấp nên ngã dúi dụi xuống đất. Sư phụ lập tức nhào tới, đè lên người sư huynh rồi dùng phất trần quốc vào mông đen đét, một lát sau, dạy dỗ xong đại đồ đệ thì tề nguyên mới đứng dậy, sửa sang lại đạo bào sọc sệt rồi gào lên với lý trường thọ đang nằm chật vật trên mặt đất con lập tức kiểm điểm lại mình cho vi sư sau này không được phép dạy sư muội con làm người như vậy nữa mau dựng cho xong ngôi nhà tranh của sư muội con đi lý trường thọ tiêu nghĩu đáp dạ vâng đệ tử tuân mệnh lão đạo lại nói linh nga lại đây vi sư giảng đạo cho con hãy quên hết những lời ngụy biện mà sư huynh đã dạy con đi linh nga lý nhí đáp vâng đôi mắt cô bé tràn đầy lo lắng nhìn cái mông đang sưng lên dưới đạo bào của sư huynh nhà mình lại liếc thấy bàn tay phải đang giấu trong ống tay áo của Lý Trường Thọ. Bàn tay phải khẽ lắc lắc với nàng, giơ lên ngón tay cái, Linh Nga yên tâm hơn một chút, lại thêm bộ dáng chật vật đang nằm trên cỏ của sư huynh, nàng cúi đầu cười khúc khích. Sau đó, nhanh chóng đuổi theo sư phụ. Tiếng bước chân của nàng phát ra ngày càng nhẹ nhàng, dần dần đổi thành tiếng chạy. Lý Trường Thọ nằm đó khẽ thở dài, một đám mây trắng bay tới bên cạnh từ từ nâng hắn lên. Sư phụ thế mà lại ra tay thật lý trường thọ xoa xoa mông lập tức xuyết xoa sau đó lại khẽ thở dài nếu sớm biết sư phụ sẽ đánh hắn một trận ra trò nhất định hắn sẽ không để cho sư phụ bắt à mà cũng không được vẫn nên để ý tới thể diện của sư phụ dù sao thì bây giờ hy vọng thành tiên của ngài cũng rất xa vời áp lực lại cực lớn vốn dĩ đã rất vất vả như pháp thuật lúc nãy sư phụ thi triển trông thì mạnh nhưng thật ra lại rất yếu khí thế quanh thân cũng lúc gãy lúc liền đây chính là biểu hiện của việc vội vàng nâng cao cảnh giới tu vi. "Ây già thôi, vẫn nên nghĩ cách làm tăng sát suất vượt qua thiên kiếp của sư phụ đã." Lý Trường Thọ gãi đầu, nằm nhoại trên đám mây trầm tư. Đám mây dần dần bay tới căn nhà tranh sắp dựng xong gần đó, buổi tối, Linh Nga nằm trong căn nhà tranh mà sư huynh đích thân tu sửa cho mình, cảm nhận tấm đệm có mềm mại dưới thân. Nàng trằn trọc mãi mà vẫn chưa ngủ được. Mấy ngày nay, nàng giống như đang nằm mơ vậy, năm 9 tuổi. Lúc mình theo mẹ đi chợ phiên thì được một ông lão thần tiên chọn trúng. Sau đó, ông lão ấy liền nhận mình làm đồ đệ, tuy rằng cha mẹ đều không nở xa con cái nhưng đây chính là chuyện tốt trời ban. Nếu như mình có thể tu luyện thành công, về sau gia tộc của mình cũng sẽ được thơm lây. Cho nên, sau khi bữa tiệc bái sư kết thúc, nàng được mẹ căn dặn kỹ càng rồi theo sư phụ tới độ tiên môn, tiếp đến, nàng gặp được một sư huynh hơi kỳ quái, sư huynh nói cho nàng rất nhiều đạo lý hay, nhưng nàng lại cảm thấy có gì đấy sai sai sư phụ luôn cảnh cáo nàng rằng sư huynh là một kẻ kỳ quái bảo mình chớ học làm người như sư huynh nhưng mà nàng luôn có cảm giác sư huynh là một người rất lợi hại ở trên núi chẳng có quy củ lễ nghi gì mấy mà khắp nơi đều có đồ ăn ngon thực ra tu đạo là chuyện khá thú vị chí ít cũng không nhàm chán như mình nghĩ tất nhiên vui vẻ nhất chính là cùng sư huynh nướng đồ cho cá ăn dạo chơi trên núi tìm những món ăn dân giả cực ngon lấp đầy bụng nhỏ của mình sau đó Ngồi yên tĩnh bên hồ, nghe những đạo lý siêu vẹo đó của sư huynh, cuộc sống sau này cũng sẽ như thế phải không? Linh Nga chui vào trong tấm chăn không biết làm bằng chất liệu gì, khẽ thở dài, xoay người nhìn ra cửa sổ, đột nhiên, nàng cảm thấy hình như trước mắt mình có bóng người thoáng qua, đôi mắt mơ màng đang ngái ngủ bỗng mở to. Trong nháy mắt, nàng tỉnh cả ngủ, cơ thể nhỏ xinh khẽ rung lên. Ngoài cửa sổ, Lý Trường Thọ đang nằm đường trên một đám mây trắng, nhẹ nhàng vẫy tay với nàng, cô bé buổi tối học buồn nha, dạ. Linh Nga chớp chớp mắt, sau đó núp vào trong chăn khẽ gật đầu, Lý Trường Thọ nghiêm mặt, bắt đầu hỏi, dưới đó, nghe câu hỏi thứ hai đây, hả? Sư Huynh thật sự là một kẻ kỳ quái, vậy là, 10 năm sau.